Chỉnh thể phong thủy nhà hay phong thủy shop giúp gia tăng cơ hội về tài lộc, xem mệnh cải vận giúp gia tăng may mắn và giảm đi vận xấu. Các bạn lưu ý, có tăng có giảm, không thể nào chuyển đen thành trắng, vì phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Ất Sửu xét theo dụng thần, bát tự mệnh khuyết, nội dung bài được chia theo 12 tháng của 12 nhóm sinh, có tóm tắt về đại vận, tức những sự kiện trong 10 năm của mỗi nhóm sinh. Ngày tháng tính được tính theo ngày dương lịch, các bạn có thể tự tra áp lịch Việt để chuyển ngày âm sang dương. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách giúp các bạn tìm ra màu sắc để ứng dụng về ngành nghề trang sức phù hợp cho tuổi Ất Sửu. Xét đơn giản theo năm sinh, Ất Sửu thuộc Hải Trung Kim, hộ mệnh là vị Hư Không Tạng Bồ Tát. Mệnh Kim nên dùng màu của Kim hoặc màu của Thổ, gồm các màu trắng xám là Kim, vàng bạc đồng là Kim, gà khỉ cũng thuộc hành Kim. Ngành nghề ngân hàng, tài chính, công nghệ, kế toán, kinh doanh chứng khoán, sản xuất phần cứng máy tính, tiệm vàng, quản lý món ăn, món ăn theo phong cách Tây là những ngành thuộc Kim. Giờ tốt của Kim từ 15 đến 19 giờ. Tam hợp với Sửu, ta có Dậu Tỵ hoặc là Tý Hợi. Trực xung phá hình, ta có Sửu Mùi Ngọ Thìn Tuất. Các bạn lưu ý, tam hợp lục hợp chỉ có ý nghĩa nếu đó là dụng thần, tức là ngũ hành theo mệnh khuyết. Khải Toàn đã tra cả ngàn lá số, tuổi Ất Sửu xét theo cách này khó có lòng chính xác. 10 người dụng giỏi lắm, vài người đúng, vì không phải ai tuổi Ất Sửu cũng như nhau. Tuổi Ất Sửu và cách cải vận như thế nào? Bạn xem xong video, vào web của Khải Toàn tra lá số, lấy giấy viết ghi lại đúng mật mã của mình và kiên trì ứng dụng theo, dần dần sẽ có vận tốt hơn. Tuy nhiên, phong thủy chỉ là một phương tiện, không phải liều thuốc thần. Nếu bạn chịu khó tu tâm dưỡng tánh, sống thiện lành, biết bố thí và cả dành thời gian học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền, đó là cách cải biến tốt nhất. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 1, sinh từ 21 tháng 1 năm 85 đến 19 tháng 2 năm 85 dương lịch, tháng Mậu Dần. Nhóm sinh trước ngày 9 tháng 2 đa phần thiếu hỏa và kỵ thủy. Nhóm sinh sau 10 tháng 2 đa phần thiếu kim. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày Ất thuộc mộc không nên dùng nhiều kim. Tuổi Sửu sinh tháng Dần là có sao Hồng Loan, chủ về đào hoa và tình cảm dễ biến động. Tuổi Sửu sinh tháng Dần là có sao Cô Thần, nam có mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm Sửu khá lầm lì, hiền lành và khá cộc tính, thường hướng nội và bao dung. Người sinh tháng Dần thì lại thích tự do, thích tán dương và mạnh mẽ, có tính quân tử, khi nóng giận không thể nào kiềm chế. Dần thuộc mộc hỏa, tiết khí này trời còn mát nên tùy vào ngày sinh còn lại để tính hợp hóa của lá số. Người sinh nhóm này tính cách đa phần là mạnh mẽ, khó luồn cúi trước ai khác, nhưng đôi khi thiếu lòng nhẫn nại. Hiện tại đang ở thời vận khá của cuộc đời. Thời vận mệnh nữ 31 đến 40 tuổi đang hành vận Nhâm Ngọ thuộc thủy hỏa. Nhóm cần hỏa 5 năm sau có vận tốt hơn 5 năm đầu. Ngọ và Sửu là hại thái tuế, dễ có sự đố kỵ và xung đột. Những ai sinh mệnh ngày Kỷ và Quý trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp có sao Hồng Diễm, dễ biến động chuyện tình cảm. Sửu gặp Ngọ là thời vận có sao Hàm Trì. Sao Hàm Trì chủ về đào hoa, chu kỳ tình dục, lãng mạn, có duyên ăn nói, rất phù hợp ngành nghề dịch vụ. Thời vận từ 41 đến 50 tuổi của mệnh nữ hành vận Quý Mùi thuộc thủy hỏa thổ là vận khá. Thời vận mệnh nam 34 cho đến 43 tuổi đang hành vận Giáp Tuất thuộc mộc thổ hỏa là vận khá với nhóm sinh trước 9 tháng 2. Nhóm sinh sau 10 tháng 2 có vận trung bình. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất hoặc là thuộc Quý dễ có cơ hội phát tài. Thời vận từ 44 đến 53 tuổi của mệnh nam hành vận Quý Dậu thuộc kim thủy, tốt với nhóm sinh sau 10 tháng 2.
Mời các bạn xem phần sau của video có hướng dẫn cho mệnh thiếu kim và thiếu hỏa. Khải toàn sinh tóm tắt nhóm 2, sinh từ 20 tháng 2 năm 85 cho đến 19 tháng 4 năm 85 dương lịch, tháng Kỷ Mão, tháng này có tháng Mão Nhuần. Năm này có tháng Mão Nhuần, tiết khí đa phần là do Mộc Quản, tức là người Kỵ Mộc. Tháng Mão sinh mùa Mộc Vượng, dụng thần mệnh khuyết đa phần là khuyết kim và cả thủy. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày Ất Mộc không nên dùng nhiều kim, có thể dùng nhiều thủy. Năm sinh Ất Sửu là nhóm người có tính lầm lì, hiền lành, cộc tính, thường hướng nội bao dung. Tháng sinh Mão tượng trưng cho sức mạnh của Mộc, là người quân tử. Nếu Mộc quá vượng hoặc gặp đại vận có thêm Mộc, tức là người tính cách dễ chậm chạp, kém sáng suốt và có thể dễ bị gạt. Tháng sinh Mão sinh mùa Mộc Vượng đa phần là thời điểm này là người Kỵ Mộc. Người Kỵ Mộc không nên dùng màu xanh lá, hoặc nhà ở không nên có nhiều đồ gỗ, không nên nuôi mèo. Thời vận của mệnh nữ từ 35 đến 44 tuổi, hành vận Quý Mùi thuộc thủy hỏa thổ, không phải thời vận tốt. Kỷ quý xung nhau, mùi sửu cũng xung nhau, giai đoạn dễ biến động, thị phi trở ngại cao. Ai sinh mệnh ngày thuộc đinh, có sao Hồng Diễm, là ngôi sao biến động chuyện tình cảm. Thời vận từ 45 đến 54 tuổi của mệnh nữ hành vận Giáp Thân là vận khá. Thời vận mệnh nam 33 đến 42 tuổi hành vận Ất Hợi thuộc Mộc Thủy. Gặp vận có Mộc Vượng, tinh thần tuy khó an tịnh nhưng được nhiều sáng tạo. Sửu gặp vận Hợi là có sao Dịch Mã, mật mã dễ biến động, di chuyển đi xa, thay đổi chỗ ở và cả xuất ngoại. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm, trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận từ 43 đến 52 tuổi hành vận Giáp Tuất. Mệnh nam hành vận Giáp Tuất thuộc Mộc Thổ Hỏa, không phải vận tốt. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu kim. Khải toàn sinh tóm tắt nhóm 3, sinh từ 20 tháng 4 năm 85 đến 19 tháng 5 năm 85 dương lịch, tháng Canh Thìn. Tháng Thìn vào các tiết khí Mộc và Thổ Vượng. Nhóm sinh trước 9 tháng 5, dụng thần mệnh khuyết đa phần là Thủy Mộc. Nhóm sinh sau 10 tháng 5, dụng thần mệnh khuyết đa phần là Kim Thủy. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu, Mậu thuộc Thổ, thường không Kỵ Mộc. Năm Sửu lầm lì, hiền lành, trầm tính, khá cộc tính, hướng nội và bao dung. Thìn thuộc Thủy, Thìn thuộc Thổ Thủy, là người có khí chất, giỏi thích nghi, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai lẫn nhà cửa. Thìn đất biến hóa, người sinh tháng và năm Thìn thường luôn có vận tốt. Họ không phải tiếp người lãng mạn trong tình cảm. Nữ sinh tháng này thích làm thiện nguyện. Mộc Thổ Vượng là người ban phát và hào hiệp. Người Kỵ Mộc không nên dùng màu xanh lá, không nên để nhiều râu lông tóc móng và không nên nuôi chó mèo. Kỵ Thổ không nên dùng màu nâu. Thời vận mệnh nữ 30 đến 39 tuổi hành vận Giáp Thân thuộc Mộc Kim. 5 năm sau thời vận khá hơn 5 năm đầu. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh, thuộc Canh và Đinh, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất là có sao Hồng Diễm biến động tình cảm. Thời vận 40 đến 49 tuổi của mệnh nữ hành vận Ất Dậu là vận khá. Thời vận mệnh nam 34 đến 43 tuổi hành vận Bính Tý thuộc Hỏa Thủy, được xem là vận khá, nhiều cơ hội về tài lộc. Vận Tý hợp với năm Sửu. Tuy nhiên, ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu và Kỷ dễ biến động tình cảm. Những người sinh mệnh ngày thuộc chữ Quý có vận này, ở vận này có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nam 44 đến 53 tuổi hành vận Ất Hợi là vận trung. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu kim hoặc là mệnh thiếu thủy. Khải toàn sinh tóm tắt nhóm 4, sinh từ 20 tháng 5 cho đến 17 tháng 6 năm 85 dương lịch, tháng Tân Tỵ. Tháng Tỵ vào các tiết khí mùa hè nóng, dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy và kim. Lưu ý, ai sinh ngày Mậu
Mậu thuộc thổ thường không kỵ hỏa. Năm sinh Ất Sửu, sinh tháng Tỵ là có sao dịch mã. Cuộc đời dễ biến động, dễ xa quê hương, làm công việc xa. Năm sinh Sửu, sinh tháng Tỵ có cả sao cô thần. Mệnh nam có sao cô thần, dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Sửu với Tỵ là tương hợp, được xem là một tượng tốt của lá số. Năm Sửu là nhóm người trầm tính, lầm lì, hiền lành và khá cộc tính, thường hướng nội, bao dung. Sinh tháng Tỵ hỏa là nhóm người linh hoạt, dễ hướng ngoại, giao tiếp giỏi, đôi lúc thiếu sự kiên nhẫn và dễ kiêu căng. Cuộc đời dễ có quý nhân giúp đỡ. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần là người kỵ hỏa và thiếu thủy. Người kỵ hỏa rất nhiệt thành nhưng tính tình dễ nóng nảy, thiếu sự nhẫn nại. Kỵ hỏa không nên sử dụng nhiều màu đỏ, nhiều màu nóng, không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng. Thời vận 33 cho đến 42 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Ất Dậu thuộc mộc kim là vận tốt. Dậu Tỵ Sửu tam hợp kim, có nhiều cơ hội về công việc và tài lộc. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Tân và Bính trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Những ai sinh mệnh ngày Tân thuộc kim có sao Hồng Diễm, biến động và không tốt chuyện tình cảm. Thời vận từ 43 cho đến 52 tuổi hành vận Bính Tuất không phải vận tốt của mệnh nữ. Tuổi Sửu mà gặp vận Tuất là có sao Quả Tú, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam từ 34 cho đến 43 tuổi hành vận Đinh Sửu thuộc hỏa thổ. Sửu trùng Sửu là thái tuế, dễ hao tổn thị phi và tranh chấp. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Năm Sửu gặp vận Sửu là có sao Hoa Cái, học nhanh hiểu nhanh, thị phi cô đơn. Nam có chu kỳ này tượng trưng cho quyền uy, nữ có chu kỳ này mạnh mẽ, dễ cô đơn. Thời vận 44 cho đến 53 tuổi của mệnh nam hành vận Bính Tý là vận khá. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu thủy và thiếu kim. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm năm. Sinh từ 18 tháng 6 năm 85 cho đến 17 tháng 7 năm 85 dương lịch, tháng Nhâm Ngọ. Tháng Ngọ vào các tiết khí mùa hè, mệnh kỵ mộc hỏa và khuyết thủy. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày Mậu thuộc thổ thường không kỵ hỏa. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là khuyết thủy và kim. Sửu gặp Ngọ, năm Sửu tháng Ngọ là có sao Hàm Trì, ngôi sao Đào Hoa, chu kỳ tình dục, tướng mạo lãng mạn, có duyên ăn nói và gặp gỡ nhiều người, phù hợp ngành nghề dịch vụ. Năm Sửu vốn lầm lì, hiền lành, cộc tính, thường hướng nội và bao dung. Tháng sinh Ngọ, tính tình khá là phóng khoáng, hết mình vì công việc, không chịu lệ thuộc, khi giận dữ như lửa thiêu. Ngọ là một trong tứ mã cực đoan, cũng đại diện cho mật mã Đào Hoa, nhiều người khi còn trẻ dễ lăng nhăng. Mệnh sinh nhóm này tính cách nóng nảy, rất là nhiệt huyết, nóng tính quá mức, hết lòng với người mình mến. Họ là những người không ngại va chạm, nhưng những người thiếu kiềm chế sẽ khó thành công. Người kỵ hỏa nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, nhà tắm nên có bồn tắm, nên tắm sáng, không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng. Không nên dùng màu đỏ, tím, cam, hồng. Thời vận mệnh nữ từ 34 cho đến 43 tuổi đang hành vận Bính Tuất thuộc hỏa thổ là vận bất lợi, tính tình khó an tịnh. Vận này có cả sao Quả Tú, dễ biến động chuyện tình cảm, ít quan tâm chuyện tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh có cả sao Hồng Diễm, tình cảm càng khó khăn. Thời vận sau 44 tuổi, 44 đến 53 tuổi, họ hành vận Đinh Hợi thuộc vận khá. Năm Sửu gặp vận Hợi là có sao dịch mã, giai đoạn sau dễ biến động, di chuyển và đi xa. Thời vận mệnh nam 32 đến 41 tuổi hành vận Mậu Dần thuộc thổ hỏa mộc là thời vận rất biến động và đầy bất lợi, tính tình càng dễ nóng nảy, càng nóng nảy vận càng kém. Tuổi Sửu gặp năm Dần là có sao cô thần, mật mã này dễ cô đơn, tinh thần không tốt, không quan tâm chuyện tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp Mộc là có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận sau 42 đến 51 tuổi là hành vận Đinh Sửu
là vận khá hơn một chút, nhưng vẫn có nhiều trở ngại vì vận phạm thái tuế. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu thủy. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 6, sinh từ 18 tháng 7 năm 85 cho đến 15 tháng 8 năm 85 dương lịch, tháng Quý Mùi. Tháng Mùi vào các tiết khí cuối hè, thường là kỵ hỏa thổ, dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy và có cả thêm mộc. Năm sinh Ất Sửu sinh tháng Mùi là có sao Hoa Cái, mật mã thông minh tài khoa, giỏi về nghệ thuật. Mệnh nữ có sao này cá tính rất mạnh, dễ cô đơn. Năm sinh Sửu là nhóm trầm tính lầm lì, hiền lành, cộc tính, bao dung, hướng nội. Sinh tháng Mùi thổ cũng tương tự, lầm lì, nội tâm. Đa phần là bao dung hiếu thuận, nhân ái, thích giúp đỡ mọi người, thích làm thiện nguyện, dễ cảm động cả khi đang xem phim. Họ là những người giỏi nghiên cứu sáng tạo. Nhóm này có nhiều cơ hội sở hữu đất đai nhà cửa. Sinh mùa này thổ hỏa vượng, đại diện cho người thật thà, tốt bụng, bao dung nhưng khá cộc tính, không khéo ăn khéo nói, đa phần hướng nội. Thời điểm này thổ hỏa quản là mệnh kỵ hỏa thổ. Người sinh nhóm này không nên nuôi chó mèo lông vàng, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Nhà tắm nên có bồn tắm, hạn chế dùng màu đỏ tím cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Thời vận mệnh nữ từ 35 đến 44 tuổi đang hành vận đinh hợi thuộc hỏa thủy mộc, 5 năm đầu khó thuận, 5 năm sau có vận khá hơn. Năm Sửu gặp vận hợi là có sao dịch mã, dễ biến động về công việc và chỗ ở. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Nữ sau 45 tuổi, 45 đến 54 tuổi hành vận mậu tí, dễ có sự tranh chấp và đố kỵ, nhưng vẫn là vận khá. Thời vận mệnh nam 31 cho đến 40 tuổi hành vận kỷ mão thuộc thổ và mộc, dễ có quý nhân giúp đỡ nhưng thiếu sự sáng tạo và tinh thần thường không tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận 41 cho đến 50 tuổi hành vận mậu dần thuộc thổ mộc hỏa, 5 năm sau vận khá hơn 5 năm đầu. Tuổi Sửu gặp dần là có sao cô thần, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn mệnh thiếu thủy. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 7, sinh từ 16 tháng 8 năm 85 cho đến 14 tháng 9 năm 85 dương lịch, tháng Giáp Thân. Tháng Thân vào các tiết khí mùa thu, mệnh thường kỵ kim, dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc và kỵ kim và thổ. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ không nên dùng nhiều mộc. Năm sinh Sửu là người trầm tính, lầm lì, bao dung, hiếu thuận. Tháng sinh Thân là nhóm người hướng ngoại, thích tự do, giỏi giao tiếp, có thể kiêu căng. Thân thuộc kim thủy, có phần kiêu căng, khó kiềm chế cảm xúc của mình, không chịu thua kém bất kỳ ai. Mệnh sinh nhóm này đa phần là kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, nhà ở không nên có nhiều gương to hoặc nhiều kim loại, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc và cả kim cương. Thời vận mệnh nữ 33 đến 42 tuổi hành vận mậu tí thuộc thổ thủy, 5 năm cuối của vận không tốt về tài lộc, khó tích trữ. Ai sinh mệnh ngày thuộc quý trong vận này dễ có cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm là có sao hồng diễm, dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận của họ từ 43 đến 52 tuổi hành vận kỷ Sửu. Sửu gặp vận Sửu là có sao Hoa Cái, học nhanh hiểu nhanh, thị phi và cô đơn. Nữ có mật mã này ít quan tâm chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam từ 35 đến 44 tuổi hành vận canh thìn thuộc kim thổ là vận kém, lời nói dễ gây hiểu nhầm, dễ có sự xung đột. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất trong vận này có cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc mậu có sao hồng diễm, dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận từ 45 cho đến 54 tuổi hành vận kỷ mão, 5 năm sau mới bước vào có vận khá vì vận có mộc. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho người thiếu mộc.